Sáng nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị quân chính Bộ Tư lệnh Thành phố năm 2023 với sự chủ trì của Thiếu tướng Phan Văn Sựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Minh Châu. Trong năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân khu, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố về công tác tham mưu tác chiến, công tác đảng, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, phối hợp bảo đảm an toàn các lễ hội và các đoàn khách đến thăm và làm việc trên địa bàn. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tổ chức lễ ra quân huấn luyện, tổ chức thành công các phong trào hội thi, hội thao quốc phòng. Năm 2024, Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai bảo vệ an toàn các hoạt động lễ Tết và các sự kiện liên quan, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.